Bói toán từ lâu đã trở thành một hình thức được người Việt Nam dựa vào để hỗ trợ các quyết định của mình. Hầu như mỗi người khi có quyết định quan trọng, từ kinh doanh, kết hôn cho đến nhà cửa, ma chay, người Việt đều có xu hướng tìm tới các hình thức bói toán. Nếu như người lớn vốn quen thuộc với xem phong thủy để xây nhà, thì gần đây lớp trẻ lại có trào lưu xem tarot để đoán tình duyên, công việc, sức khỏe, v.v. Đặc biệt mỗi dịp gần Tết thì nhà nhà lại đổ xô đi xem bói để xem vận mệnh năm sau của mình như thế nào. Hòa cùng không khí Tết vui vầy, chúng mình cũng làm video này để tổng hợp 6 hình thức bói toán thân thuộc nhất đối với người Việt, bàn luận về đặc điểm, lịch sử hình thành cũng như là các ý kiến về các hình thức này. Video sẽ chia làm 2 phần. Phần thứ nhất về 3 hình thức bói toán bám rễ ở phương Đông là phong thủy, nhân tướng học và bói chỉ tay. Phần 2 sẽ về những hình thức được du nhập từ phương Tây, đó là chiêm tinh học, thần số học và bói bài tarot. Trước khi bắt đầu video, chúng mình muốn lưu ý rằng video này đơn thuần cung cấp thông tin và các ý kiến liên quan, chứ không đưa kết luận mang tính phê phán hay đánh giá bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, bài viết chỉ đến từ nghiên cứu của cá nhân dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, chứ không phải đến từ một chuyên gia, nên có thể sẽ có sai sót hoặc không đầy đủ về mặt thông tin. Hy vọng nếu có chỗ nào chưa phải, các đồng nhện hãy góp ý ở phần comment bên dưới để video thêm được hoàn thiện nhé! Và để đảm bảo thời lượng của video không bị quá dài, chúng mình đã lược bớt một số đoạn khi chuyển nội dung thành video. Chúng mình để link bài viết gốc ở dưới phần mô tả cho những ai muốn đọc bài viết đầy đủ. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi nào! Phần 1. Xuất xứ từ phương Đông. Đầu tiên phải kể tới phong thủy. Mở đầu cho những hình thức bói toán từ phương Đông là phong thủy. Phong thủy là một học thuyết xuất phát từ Trung Hoa cổ, nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa thế như hướng gió, mạch nước và sự sắp xếp của môi trường sống xung quanh đến đời sống họa hay phúc của con người. Phong thủy bắt nguồn từ sự tin tưởng của người Trung Quốc cổ về một khái niệm trong đạo giáo là khí, tên gốc là chi hay quỷ. Đây là năng lượng đứng sau tất cả mọi sự sống. Khí, theo lý thuyết của người Trung Quốc, có thể dùng trong trường hợp mô tả mối quan hệ giữa vật chất, năng lượng và tinh thần. Nó được tạo nên bởi hai yếu tố âm và dương, hai yếu tố đối ngược nhưng không thể tách rời. Những người theo đạo giáo tin rằng, bằng cách cân bằng âm và dương, con người có thể thu hút những khí tích cực và đẩy lùi những khí tiêu cực. Từ đó, phong thủy về bản chất là nghệ thuật sắp xếp môi trường xung quanh để làm gia tăng dòng chảy của những khí tích cực, từ đó mang lại phúc cho đời sống của con người. Về lịch sử hình thành, phong thủy là môn học được cho là xuất phát từ Trung Quốc cổ. Bộ sách đầu tiên viết về phong thủy của Trung Quốc là Táng Thư của Quách Phác, sinh năm 276, mất năm 324, đời nhà Ngụy Tấn, một trong số những ông tổ môn địa lý phong thủy, theo Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong sách có đoạn viết như sau: Sơn cao thủy thâm, uất thảo mậu lâm, tàng phong tụ khí, xung dương hòa âm. Có nghĩa là núi cao nước sâu, cây cỏ xung xuê rậm rạp, chứa gió tụ khí, dương xung âm hòa. Trong đó đề cập đến chữ khí trong tụ khí chính là mấu chốt. Liên quan đến sự vận hành của khí thì trong Táng Thư, Quách Phác có viết: Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cố vị chi phong thủy. Tức là khí theo gió thì tản mạn, nước ngăn lại thì khí ngừng, cho nên gọi là phong thủy. Như vậy, có thể thấy thuật ngữ phong thủy xuất hiện và được triết giải vào khoảng thế kỷ 3. Tại Việt Nam, phong thủy được cho là có từ thời vua Hùng. Các cung điện đền thờ đều được xây dựng với sự hợp lý cao về phong thủy, đặc biệt trong các đền thờ còn có ban thờ tôn vinh nền phong thủy của người Việt cổ. Các luồng ý kiến về phong thủy. Những luồng ý kiến ủng hộ cho rằng về cơ bản thì đây cũng chỉ là một hình thức thay đổi môi trường sống xung quanh ta để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu theo góc nhìn này thì lợi ích của phong thủy rõ ràng không phải bàn cãi. Những cuốn sách nổi tiếng như là Atomic Habit, Thói quen nguyên tử của tác giả James Clear hay các cuốn sách của tác giả Marie Kondo đều chỉ rất rõ những lợi ích về việc thay đổi môi trường sống mang lại cho ta. Về phần phản đối, không có bằng chứng khoa học đằng sau sự tồn tại của khí, mà nếu không có khí thì hầu như không tồn tại phong thủy. Vì vậy, nếu ta tìm đến phong thủy như là một giải pháp cho mọi vấn đề, từ sức khỏe cho đến tài chính, thì có lẽ ta sẽ gặp thất vọng. Suy cho cùng thì thay đổi môi trường là tốt, nhưng vấn đề của ta chỉ có thể do ta giải quyết.
Tiếp theo, hãy bàn về xem chỉ tay. Xem chỉ tay là một hình thức bói toán dựa trên những đường chỉ tay để đoán vận mệnh của con người. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về xuất xứ của hình thức xem chỉ tay, nhưng nó được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại. Vào thời Trung Cổ, nghệ thuật này từng được áp dụng bởi các thợ săn phù thủy. Họ xem các đốm sắc tố ở da là dấu hiệu của một hiệp ước với ác quỷ. Sau một thời gian chịu nhiều tai tiếng, thuật xem chỉ tay trở lại phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ phục hưng. Sau lần suy thoái thứ hai trong thời kỳ khai sáng, thuật xem chỉ tay tiếp tục trải qua một cuộc hồi sinh vào thế kỷ 19 qua những tác phẩm của Casimir de Arpentigny, Louis Hamon, tên thật là Chero, và William Benham. Vào thế kỷ 20, thuật xem chỉ tay lại nhận được sự quan tâm và cách hiểu mới bởi những người ủng hộ Carl Jung, một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Hiện nay, thuật xem chỉ tay vẫn được sử dụng rộng rãi không chỉ bởi các thầy bói mà còn bởi số đông đại chúng để có thể dự đoán tính cách và tương lai của một người. Các luồng ý kiến về thuật xem chỉ tay. Những người ủng hộ thì lập luận rằng dù không có bằng chứng khoa học về khả năng tiên đoán của các đường chỉ tay, nhưng từ lâu, bàn tay con người đã là chỉ dấu cho tình trạng sức khỏe, sự sạch sẽ và thói quen của một con người. Vì vậy, việc xem xét chỉ tay và lòng bàn tay của một người vẫn có tiềm năng mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Hơn nữa, chỉ tay không chỉ nói về vận mệnh được định sẵn không thể thay đổi được, mà nó có thể là dấu hiệu chỉ báo một điều gì đó có thể xảy ra nếu ta không thay đổi. Chỉ tay cũng là một công cụ trời ban để chúng ta có thể dự đoán sức khỏe và tình trạng của chính mình. Về phía phản đối xem chỉ tay, họ có lập luận rằng các đường chỉ tay hoàn toàn có thể được tác động bởi những yếu tố khác chứ không phải là định sẵn. Ví dụ như là đánh golf nhiều có thể có vết hằn lên tay. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh chỉ tay có khả năng tiên đoán. Vì vậy, sẽ rất trông chênh nếu đặt niềm tin vào thuật xem chỉ tay để soi xét tương lai của chúng ta. Thứ ba, hãy nói về nhân tướng học. Nhân tướng học là một bộ môn phân tích tính cách và số phận của con người dựa trên đặc điểm của khuôn mặt. Nhân tướng học có một lịch sử khá lâu đời. Nghệ thuật xem mặt đoán tướng số đã xuất hiện từ thời văn minh Babylon cổ tại Lưỡng Hà. Nhưng phải một thời gian lâu sau đó thì nó mới được đặt tên. Người Hy Lạp là những người đầu tiên nỗ lực đưa nhân tướng học thành một môn khoa học. Văn bản đầu tiên về nhân tướng học có tên là Physiognomics, và nó còn được nhầm tưởng là viết bởi Aristotle. Tại thời điểm đó, nhân tướng học vẫn còn mang đậm tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nam giới được cho là sở hữu rất nhiều những đặc tính tích cực như là sức mạnh, sự rộng lượng. Trong khi đó, nữ giới lại được gàn ghép những đặc tính tiêu cực như là nhỏ nhen, tham lam. Nhân tướng học dựa trên những gì người Hy Lạp thiết lập trước đó tập trung vào hai mục đích: công cụ để tiên đoán bệnh tật và giải mã tính cách của một người, và là một phương pháp bói toán dựa trên khuôn mặt. Nhân tướng học được thực hành với nguyên tắc này xuyên suốt thời Trung Cổ. Nhưng trong thời đại này, nhân tướng học tập trung hơn vào ảnh hưởng của chiêm tinh đối với con người. Những người thực hành nhân tướng học tại thời đó tin rằng tinh khí của một con người bị ảnh hưởng bởi những ngôi sao. Cho đến nay, nhân tướng học đã phát triển rộng rãi, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ tuyển dụng nhân sự cho đến điều tra hình sự. Các luồng ý kiến về nhân tướng học. Những người ủng hộ nhân tướng học thường viện dẫn một quan niệm xưa, đó chính là tâm sinh tướng. Những điều gì mà ta cảm thấy trong nội tâm sẽ được thể hiện ra trên tướng số và khuôn mặt của ta. Quan niệm này có bản chất là khích lệ con người sống lương thiện, luôn giữ cho tâm mình trong sạch, nếu không thì tâm ác sẽ bị người đời phát hiện. Ngoài ra, nhân tướng học là một bộ môn đã được đúc kết từ kinh nghiệm hàng nghìn năm của người xưa và đến bây giờ vẫn được lưu hành nên xác suất đúng là rất cao. Những người phản đối nhân tướng học lại cho rằng khuôn mặt không nói lên được tất cả tính cách và đặc điểm của một người. Trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp cho thấy nhân tướng học chưa chắc đã đúng. Ví dụ như ông trùm mafia Al Capone có khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ con nhưng trên thực tế lại là một trong những người tàn bạo nhất lịch sử. Hay Charles Darwin suýt nữa không được nhận vào tàu Beagle để thực hiện chuyến hải trình lịch sử đưa loài người tìm về nguồn gốc của mình. Thuyền trưởng Robert Fitzroy cho rằng gương mặt và chiếc mũi của Darwin là biểu hiện của sự yếu đuối và thiếu kiên định, chứ không có vẻ gì là một chàng trai nhiệt huyết. Hơn nữa, quá phụ thuộc vào nhân tướng học sẽ chỉ gia tăng những thiên kiến sẵn có của con người, bởi con người vốn dĩ đã có thói quen đánh giá người khác chỉ qua một hai lần gặp gỡ, và điều này giới hạn cơ hội để ta đánh giá người đối diện một cách đầy đủ. Sang phần thứ hai, hãy cùng đề cập tới những kiểu bói toán xuất xứ từ phương Tây nhé!
Chiêm tinh học. Chiêm tinh học được định nghĩa là một hệ thống huyền học dự đoán về vấn đề nhân loại và sự kiện trần thế bằng cách nghiên cứu chuyển động và vị trí tương đối của thiên thể. Hình thức dự đoán vận mệnh dựa trên chuyển động của các vì sao vốn đã xuất hiện dưới nhiều nền văn hóa khác nhau và mỗi nền văn hóa lại có các đặc trưng riêng. Chiêm tinh học có lịch sử từ rất lâu đời và tương đối phức tạp, khoảng năm 4000 trước công nguyên tới năm 500 trước công nguyên. Babylon là nơi xuất hiện nền văn minh đầu tiên có lịch sử chiêm tinh rõ ràng. Người Babylon đã theo dõi các hành tinh và ngôi sao. Họ tin rằng vị trí của chúng có ảnh hưởng đến sự kiện trên trái đất. Họ đã phát triển hệ thống chiêm tinh dựa trên việc chia vòng trời thành 12 phần tương ứng với các cung hoàng đạo. Và họ cũng sử dụng chiêm tinh học để dự đoán các sự kiện quan trọng như chiến tranh, thiên tai, sinh tử, vận mệnh của các vị vua chúa. Có rất nhiều hệ thống chiêm tinh được sử dụng trên thế giới, nhưng video này sẽ chỉ tập trung vào hệ thống được cho là phổ biến nhất hiện nay, đó là hệ thống phương Tây, hay còn gọi là hệ thống cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo trong chiêm tinh học phương Tây là 12 cung 30 độ thuộc quỹ đạo mặt trời, bắt đầu từ điểm xuân phân. Thứ tự của 12 cung hoàng đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Mỗi khu vực được đặt tên theo chòm sao mà nó đi qua trong lúc được đặt tên. Các cung hoàng đạo được chia ra làm 4 nhóm nguyên tố gồm lửa, khí, đất và nước. 4 nhóm nguyên tố này có thể tiếp tục được chia làm 2 cực, dương và âm. Cực dương gồm 2 nguyên tố là lửa và khí, 2 nguyên tố còn lại thuộc về cực âm. Cực dương chỉ những yếu tố đặc điểm tính cách là thể hiện ra bên ngoài, trong khi đó cực âm chỉ xu hướng kiềm chế. Cung lửa bao gồm Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, đại diện cho sự sáng tạo và nhiệt huyết. Cung khí bao gồm Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, đại diện cho giao tiếp, tư duy và trí tuệ. Cung đất bao gồm Kim Ngưu, Sư Tử, Ma Kết, đại diện cho sự ổn định và thực tế. Và cuối cùng là cung nước bao gồm Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư, đại diện cho cảm xúc, trực giác và tâm linh. Các luồng ý kiến về chiêm tinh học. Những người ủng hộ thì cho rằng nó là một trong những công cụ có thể giúp ta thấu hiểu được bản thân. Và vị trí của các vì sao cũng là một chỗ dựa tinh thần cho những ai đang mông lung trong cuộc sống, đưa lại một lợi ích giống như tôn giáo đã làm được cho con người. Hơn nữa, chiêm tinh cũng đã trải qua lịch sử tồn tại hàng nghìn năm và cũng được ủng hộ của những nhân vật nổi tiếng như là Galileo hay là Carl Jung. Vậy nên, nó có thể không có khoa học chứng minh, nhưng tính chính xác của nó vẫn là không thể chối cãi. Còn về phe phản đối, thì trong một vài khía cạnh, chiêm tinh học phản ánh một vũ trụ nơi mà vận mệnh của con người không thể thay đổi từ khi sinh ra, kể cả với sự can thiệp của tự do ý chí, free will, hay là với thần thánh. Vì vậy, nó có thể bị đả kích bởi rất nhiều người tôn giáo và thiên chúa giáo chính thống. Hơn nữa, việc tin vào chiêm tinh học để quyết định số phận con người được cho rằng phần nào đó sẽ khiến chúng ta trở nên bị động hơn và không tự quyết định được cuộc đời của mình. Tiếp theo, về thần số học. Thần số học là một lĩnh vực nghiên cứu về những con số với niềm tin rằng chúng có mối quan hệ mật thiết đối với cuộc sống của con người. Mặc dù numerology xuất hiện trong từ điển tiếng Anh vào đầu những năm 1900, nhưng việc nghiên cứu các con số và tầm quan trọng của nó với các sự kiện trong đời sống đã xuất hiện từ thời xa xưa. Việc thực hành thần số học được cho là bắt đầu từ nền văn minh Babylon và Ai Cập cổ. Con người thời đó tin rằng những con số có sức mạnh thần thánh có thể giúp họ thấu hiểu hơn về cuộc sống và về đấng sáng tạo. Họ cũng chính trong thời gian này, hệ thống thần Chaldean, hệ thống thần số học cổ nhất thế giới được hình thành. Sau đó hệ thống thần số học hiện đại ở phương Tây là hệ thống Pythagoras xuất hiện vào tầm năm 570 trước công nguyên. Ngoài ra thì ở phương Đông, hệ thống thần số học của Ấn Độ cũng xuất hiện vào khoảng năm 1500 trước công nguyên ở trong những bản cổ nhất của Kinh Vệ Đà. Hiện nay, thần số học đã trở thành một trong số những hình thức bói toán phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Thậm chí, MC nổi tiếng Lê Đỗ Quỳnh Hương còn dựa vào nguyên lý căn bản của nhánh thần số học Pythagoras và tạo ra một lĩnh vực mới gọi là nhân số học. Các luồng ý kiến về thần số học. Những người ủng hộ cho rằng nhờ nó mà họ nhìn sâu và hiểu được bản thân hơn. Thần số học được ủng hộ bởi nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Lê Đỗ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Phương Uyên, v.v. Đối với họ, thần số học không phải là bói toán, mà là một môn khoa học
giúp hiểu rõ hơn về cách mà vũ trụ đã thiết kế cuộc sống của ta và cách mà các tần số rung động của tên gọi ảnh hưởng đến số mệnh của ta. Điều này giúp ta chủ động hiểu bản thân, đồng thời cẩn trọng hơn trong việc chọn tên của mình và con cái. Thần số học cũng giúp ta hiểu được những điều thuộc về bản thân con người, từ đó giúp đối nhân xử thế một cách phù hợp. Những người phản đối đưa ra lập luận rằng thần số học dựa vào hai yếu tố hoàn toàn có thể định đoạt trước bởi con người, đó là tên và ngày sinh. Nếu vậy thì bố mẹ hoàn toàn có thể áp dụng thần số học để đặt tên và sinh con đúng ngày nhằm thay đổi vận mệnh. Và chẳng lẽ một người đang có tâm tính xấu, cha mẹ đổi tên thì ngày mai trở thành người thánh thiện? Có thể mọi chuyện không đơn giản như thế. Hơn nữa, đã có những trường hợp dùng thần số học ra kết quả sai lệch. Trên trang YouTube Ibis Facts đã thử tính thần số học của Donald Trump và Adolf Hitler. Trên trang Numerology.com, một trong những trang xem thần số học nổi tiếng nhất hiện nay, và ra kết quả, Hitler là người sống nhân đạo, tình cảm, yêu hòa bình, trong khi đó Trump là người không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tiếp theo, hãy nói về Tarot. Định nghĩa và đặc điểm cơ bản của một bộ bài Tarot thì bói bài Tarot là hình thức sử dụng bộ bài Tarot để tiên đoán vận mệnh con người. Bài Tarot là một bộ bài gồm 78 lá, được chia thành hai nhóm chính là lá ẩn chính Major Arcana và lá ẩn phụ Minor Arcana. Các lá ẩn chính sẽ giải thích về các vấn đề, sự kiện quan trọng trong cuộc sống. Lá ẩn phụ sẽ diễn giải các sự việc ít quan trọng hơn diễn ra hàng ngày. Các lá ẩn phụ được chia ra thêm làm 4 nhóm chính có ý nghĩa. Bộ Wands là gậy, đại diện cho sự sáng tạo, đam mê và năng lượng. Bộ Pentacles là tiền, đại diện cho tài chính, sự nghiệp, sự giàu có. Bộ Swords là kiếm, đại diện cho hành động, lời nói và suy nghĩ. Và bộ Cups, cốc, đại diện cho tình cảm, cảm xúc, tình yêu và trực giác. Bộ môn này có thể được sử dụng để tự suy ngẫm, hướng dẫn, dự đoán hay giải quyết vấn đề. Tùy vào mục đích của người xem bài, bạn có thể chọn một lá bài duy nhất hoặc nhiều lá bài theo một bố cục nhất định, spread. Spread nổi tiếng nhất là Celtic Cross, trải bài thành hình chữ thập. Có hai phương pháp thường được dùng để bói bài Tarot. Phương pháp thứ nhất là bói mở, tức là người xem có thể chọn bóc bài về một lĩnh vực cụ thể như tiền tài hay sức khỏe. Phương pháp thứ hai là bói hỏi, tức là người xem có thể hỏi người đọc một câu hỏi cụ thể liên quan tới vận mệnh và tương lai của mình. Nguyên gốc của bộ bài Tarot là dùng để chơi chứ không phải dùng để bói toán như hiện nay. Bộ bài được sử dụng từ giữa thế kỷ thứ 15 ở nhiều vùng khác nhau của châu Âu để chơi các trò chơi như là Tarocchini của Ý, Tarot của Pháp, rút quẻ làm thơ và Cogni Gruffen của Áo. Nhiều trong số đó vẫn được chơi cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, một số bộ bài Tarot mới được biến hóa cho việc chiêm đoán. Sự thay đổi công năng của bộ bài và cả những thay đổi của thời cuộc đã được thể hiện trong chính những hình họa trên lá bài. Lúc đầu, những hình vẽ trên bài Tarot được cho là rất dễ hiểu đối với người đương thời bởi chúng phản ánh thời cuộc tại thời điểm đó. Tuy nhiên, vào thời kỳ khai sáng, các lá bài Tarot lại dần phủ đầy sự huyền bí khi các nhà huyền học Pháp liên hệ bộ bài này với các tư tưởng tâm linh của Ai Cập cổ đại. Giáo sĩ người Pháp Anthony Court de Gebelin, sinh năm 1725, mất năm 1784, trong bộ sách lịch sử xuất bản năm 1781 của mình, khẳng định rằng bài Tarot được tạo ra theo sách thánh của Ai Cập và được người Gispy đưa từ châu Phi sang châu Âu. Sau này, nhà huyền học Jean-Baptiste Alet nhấn mạnh rằng Tarot xuất phát từ quyển sách Thoth huyền thoại về thần trí khôn của Ai Cập. Ngày nay, với sự xuất hiện của nhiều reader, sự lan tỏa của Internet, Tarot đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tarot dần trở thành chỗ dựa tinh thần để đưa ra các quyết định quan trọng về tình yêu, gia đình, tài chính của các bạn trẻ. Các luồng ý kiến về Tarot. Những người ủng hộ thì cho rằng nó không hoàn toàn là hình thức bói toán, mà còn là một công cụ để reader khám phá tâm trí của người xem bài. Nó giống như là một phương tiện để người xem bài tự soi chiếu bản thân. Những câu trả lời của reader sẽ không quá cụ thể, mà nó sẽ đưa ra một câu hỏi mở để người đọc suy ngẫm thêm. Có người còn ví xem bài Tarot như là một công cụ trị liệu tâm lý vậy. Trong một bài viết của báo Dân Trí, một bạn trẻ chia sẻ, mình là một người sống khá khép kín, không hay tâm sự với nhiều người để tìm ra giải pháp cho bản thân. Nhưng từ khi biết đến Tarot, mình được các bạn Tarot Reader cho lời khuyên, lắng nghe và giống như là các bạn ấy đang nói ra chính tiếng lòng của mình vậy. Tất nhiên là vì bản thân cảm nhận rằng nó đúng, nên mình chọn việc trải bài để có thể giải phóng sự bí bách của bản thân.
những ý kiến phản đối Tarot cũng khá giống các hình thức bói toán khác, bởi Tarot cũng là một hình thức ngụy khoa học, chưa có nghiên cứu khoa học nào giải thích về tính chính xác của nó. Chúng ta nên cẩn trọng và không quá tin vào kết quả Tarot. Với sự phổ biến của phương pháp này hiện nay, rất nhiều reader tự xưng xuất hiện và đã có nhiều cuộc lừa đảo liên quan đến Tarot diễn ra. Thậm chí ở Quy Nhơn, vào cuối năm 2022, đã có vụ lừa đảo bằng Tarot lên đến 2,2 tỷ đồng. Và tới đây, hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn có thêm góc nhìn về 6 hình thức bói toán phổ biến tại Việt Nam. Chúng mình xin lưu ý rằng video này sẽ không thể nào truyền tải đầy đủ những thông tin bạn cần biết về bất kỳ hình thức bói toán nào, mà nó chỉ đóng vai trò gợi mở để các bạn tự đào sâu thêm. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những video khác của Spider Room nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!